Tiếp theo chúng con xin kính mời thầy Thích Hạnh Phú và chúng con kính mời máy Phước Thiện ở Zoom 336 chuẩn bị. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thành phố có câu hỏi, hỏi dùm cho một ban hộ niệm đang có mặt trên Zoom ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa lão cư sĩ Dư Âm, chúng con có nghe trong một tọa đàm của lão cư sĩ Âm có dạy một người được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thân thể mềm mại, da dẻ tươi hồng, càng để càng đẹp, không có mùi hôi. Liên hệ vào thực tế, chúng con đi hộ niệm với nhau thì có hai trường hợp sau xảy ra. Trường hợp thứ nhất, người bệnh một đời không biết niệm Phật nhưng chưa biết cầu vãng sanh, đến cuối đời gặp được ban hộ niệm hướng dẫn con đường vãng sanh Tây Phương Lạc, đã phát tâm tin tưởng quyết lòng cầu vãng sanh Tây Phương Lạc. Trước lúc sẽ bỏ báo thân 3 ngày, thân thở ra mùi hôi rất là khó ngửi, nhưng đến ngày lâm chung thì mùi hôi biến mất và an lành ra đi trong tiếng niệm Phật của ban hộ niệm và gia đình. Sau 12 tiếng thì thân thân vô cùng tốt đẹp. Trường hợp thứ hai là có người biết tu và tham gia pháp hội và đạo tràng, lúc sẽ bỏ báo thân vô cùng đau đớn quằn quại, sau khi tắt thở 6 tiếng đầu thân thở thoát ra mùi hôi, nhưng đến tiếng thứ bảy tướng bắt đầu chuyển đẹp, da mặt hồng hào, môi đỏ hồng. Sau 12 tiếng thanh thân thì tốt đẹp viên mãn. Vậy xin lão cư sĩ Âm giải thích cho 12 trường hợp trên như thế nào ạ? Xác suất bản sinh của hai trường hợp là như thế nào? Nam mô A Di Đà Phật. Quan thành kính tri ân lão cư sĩ Diệu Âm. A Di Đà Phật. Những vị này có thể vãng sanh, chưa còn nói chắc chắn thì dầm không dám nói. Nếu mà chư vị cho biết thêm chi tiết nữa, là những người này quyết lòng niệm Phật, quyết chí vãng sanh, đến hơi thở cuối cùng, rồi khi ra đi lưu lại tướng lành như vậy, thì mình tăng cái xác suất vãng sanh của người này lên có thể trên 90% họ đã vãng sanh. Còn nếu người này mà ra đi không có cái hiện tượng là niệm Phật cho đến hơi thở cuối cùng, quyết chí quyết thề vãng sanh, thì khi lưu lại tướng lành thì chúng ta nói là những vị này có thể vãng sanh, cũng có thể trở lại con đường lành. Chư vị phải nắm cho vững cái yếu tố này, tức là chúng ta phải nhìn vào cái công hạnh của họ vào trong những giờ phút cuối cùng. Ví dụ như người đầu tiên hồi giờ không biết niệm Phật là cái gì cả, nhưng khi bệnh đến thì có người khuyến tấn hướng dẫn, mà người ta tự nhiên phát khởi một niềm tin rất là vững vàng. Đây là do trong nhiều đời kiếp trước người này đã tu đầy đủ phước thiện rồi đấy chưa vậy. Và may mắn là trong đời này trước khi xả bỏ báo thân, cuối đời gặp được thiện tri thức chỉ điểm, tự nhiên những cái công hạnh tu hành, những cái căn lành trong quá khứ ứng hiện về, họ phát khởi niềm tin. Khi họ phát khởi niềm tin, phát khởi rất mạnh, phát khởi rất mạnh, mà nếu những người này mà niệm Phật cho đến giây phút cuối cùng, xin thưa với chư vị, coi chừng người ta vãng sanh mạnh lắm đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Còn cái mùi hôi trước trong lúc mà nằm dưỡng bệnh là cái chuyện hết sức bình thường đối với một người phàm phu bệnh tật. Khi người ta bệnh, người ta không còn kiểm soát được, thì có thể người ta xoắn trong quần là cái chuyện hết sức bình thường. Người hộ niệm nên nói với gia đình, trong những trường hợp này, nếu mà người ta còn sống thì lo chăm sóc, tắm rửa. Nhiều khi yếu quá thì dùng miếng vải, miếng khăn, nhúng nước ấm lau sạch, có thể giải quyết được vấn đề.
Đây là cái chuyện hết sức bình thường chứ không có gì cả. Nhưng mà khi ra đi rồi sau 2 tiếng đồng hồ, tự nhiên có những cái thổi tướng tốt lành, là dẫu có gì đi nữa, ta báo đáp rằng những người này nhất định không đi vào tam ác đạo, tức là trở về những con đường lành. Và trở về con đường lành rồi, nếu mà mình biết rằng là người này quyết lòng niệm Phật, trước những giờ phút đó đi mà người ta tin tưởng quyết lòng niệm Phật, thì người tu lâu hay người tu mau gì, chỉ làm sao mà trước giờ phút lâm chung người ta quyết lòng niệm Phật, quyết chí niệm Phật, thì cái sự quyết chí chí thành này, mình có thể tin tưởng họ vãng sanh bất khả tư nghị. Nói tới đây xin chư vị mới nhớ, những người như chúng ta có những người đang bệnh, bệnh mà còn sắp chết nữa, mà còn eo eo uột uột, còn hẹn tới hẹn lui, hỏi có dám ăn chay không, chưa ăn chay sợ mất sức, sức đâu còn nữa mà mất, đang chờ từng ngày để chết mà còn sức gì nữa đây mà lo tìm xác của chúng sanh, nuôi cái xác của mình, vô tình biến cái xác mình thành một cái nghĩa địa mà mình không hay. Nghĩa địa âm khí nặng quá, làm sao vãng sanh trạch được, chư vị ơi biết không? Cố gắng lên, hiểu được như vậy chứ tôi biết được phương pháp hộ niệm rồi, quý giá vô cùng. Mong chư vị cố gắng tin tưởng để trong cái dịp mình lưu lại tương lành này, chứng tỏ mình có đầy đủ tín niệm đi vãng sanh luôn, chứ đừng ham chi những phước báu của thế gian mà cứ niệm Phật cho con đừng hưởng phước, thì tướng lành là tướng đi hưởng phước trong tam thiện đạo, chứ không phải là tướng vãng sanh. Chư vị hiểu thấu chưa? Tín hạnh vững vàng là yếu tố cho người đó vãng sanh, chính người đó phải trả lời, chính mỗi chúng ta phải trả lời, ta tin không, ta nguyện không, ta có nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật không? Nếu được như vậy thì chắc chúc vãng sanh của chư vị vô cùng cao vậy. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm tri ân lão cư sĩ.